anh Long ảnh rớt nước mắt. Anh nghĩ đi, một cái xác xác chết 7 ngày rồi. 7 ngày nó muốn biến dạng rồi, con mắt của ảnh không. Chỉ mong là tất cả những bạn bè gần xa, những fan hâm mộ của anh Long. Nếu thương nha, anh Long với lại mến em á, thì em thật sự là em rất là cảm động. Em rất là vui. Nhưng mà mấy anh mấy chị ơi, nếu mà có nghe được những gì em nói á, thì thôi đi, đừng có trách móc ba mẹ anh Long nữa. Đó thì nói chung á là em bình thường hay không thì đó với em không quan trọng. Nhưng mà thứ nhất á là em nể ổng bả, là thứ nhất là ba mẹ là người lớn. Đó. Thứ hai á là cũng là ba mẹ là sinh ra anh Long, nuôi dạy anh Long lên người. Đó. Mới có được một người để mà em yêu thương, và có một người đàn ông để che chở mẹ con em, dành những gì tốt nhất cho mẹ con em. Đó. Thứ ba nữa thì bây giờ em muốn anh Long được yên nghỉ, được ra đi thanh thản và siêu thoát. Đó. Anh hôm nay chắc anh thấy là chị Phạm Anh Thảo ai chỉ đăng lên đó, anh Long ảnh rớt nước mắt. Anh nghĩ đi, một cái xác chết 7 ngày rồi. 7 ngày nó muốn biến dạng rồi, con mắt của ảnh hớp vô luôn rồi. Hớp vô mà thủng vô luôn đó. Đó. Mà cái xác chết mà rớt nước mắt đó, thì anh nghĩ làm sao? Nếu mà rớt nước mắt một giọt nước mắt á, thì sẽ một mình chị Thanh Phạm Anh Thảo thấy, còn cái này chị Thanh Thảo chị thấy được. Chị kêu tất cả anh em lại xem thì nước mắt vẫn chảy ra tiếp. Anh nghĩ đi, thì như thế nào? Anh Long ảnh linh lắm anh à. Anh linh lắm đó. Anh mới có 7 ngày thôi mà anh rớt nước mắt. Tại vì sao? Vì anh không an lòng. Anh thật sự anh không an lòng. Khi mà anh sống á, là anh rất là thương yêu hai mẹ con em. Ảnh dành tất cả những gì tốt nhất cho hai mẹ con em. Cho dù ảnh ăn một tô mì gói mà ảnh vẫn để một cái đùi gà cho hai mẹ con em. Đó. Thì em nói anh á, ảnh không thể nào yên lòng. Nhưng mà em chỉ nói là ba mẹ lớn tuổi rồi, chứ không phải còn trẻ. Cho nên là em cũng biết. Đó, thứ hai nữa thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ cũng là người lớn. Thì cũng là đấng sinh thành của anh Long. Cho nên là em không có trách hờn gì hết trơn á. Đó. Thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ mong muốn là em biết là tất cả những người anh em, mấy đứa em này nọ mấy đứa em mà sức nghĩa của anh Long á cũng bức xúc. Đó, em cũng mới la nó hồi sáng đó, là em bắt đăng muốn bất cứ cái gì em phải xin phép chị ba. Đó, tuy là em bức xúc thật. Đó, em là em rất nghĩa của anh ba chân thật. Đó, nhưng mà em muốn đăng cái gì em phải hỏi ý kiến chị ba trước. Chứ tại sao em đăng cái nó nói là em xin lỗi chị ba. Em thật sự là em rất là bức xúc.